kính thưa quý vị, Harper và Kim Thảo xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Cả nhà cùng vui. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đến với Cả nhà cùng vui, chúng ta sẽ thấy được một phần tương tác rất là ăn ý của mỗi gia đình. Mỗi nhà sẽ có một cái phong cách riêng biệt khác nhau. Và bên cạnh đó chúng ta hiểu được tâm lý của các trẻ nhỏ và cách nuôi dạy của ba mẹ dành cho các bé ra sao. Khu vực của Harper luôn là những bậc phụ huynh rất là đáng yêu, đáng kính. Và khu vực của Kim Thảo là khu vực sắc màu mà, cho nên nhiều lúc cũng không hiểu là các bé là có thực sự là hiểu ba mẹ mình hay không. Nhiều lúc là ba mẹ cũng không biết là con mình trả lời có đúng ý của mình hay không. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp những cái thành viên rất là nhỏ tuổi, cho nên là nhiều lúc mình cũng không biết được là các bé như thế nào, khó nghĩ lắm. Như là đó, đây là ông bố của ba người con này đó, với cái độ tuổi bé bé nhỏ nhỏ như này nè. Với một kinh nghiệm của một ông bố ba người con, tôi dự đoán rằng ngày hôm nay sẽ có đội ghi được số điểm tối đa. Thôi thì tạm tin người có kinh nghiệm vậy. Để coi kết quả có được tối đa không nha. Và bây giờ xin mời quý vị đến với hình ảnh giới thiệu dành cho hai gia đình ngày hôm nay, xin mời. Xin chào chương trình Cả nhà cùng vui. Tôi tên là Phạm Thị Mỹ Hằng. Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia với chương trình cùng với gia đình. Tôi tên là Nguyễn Văn Kiên, hiện là giáo viên. Con tên là Nguyễn Quang Cường, năm nay con 6 tuổi. Cảm xúc của con hiện tại rất là vui khi được đi chương trình Cả nhà cùng vui cùng với ba mẹ của con. Được tham gia chương trình cùng với gia đình thì cảm giác rất là vui và hiện nay thì cũng rất hồi hộp. Đến với chương trình chủ yếu là vui và để hiểu con, cũng giống như là có những cái kỷ niệm đẹp chung với gia đình. Sau khi thi thì mình sẽ biết. Xin chào chương trình Cả nhà cùng vui. Tôi tên là Võ Văn Tiến, tôi hiện sinh sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện tại tôi cũng làm công tác và làm và sinh sống tại quận 9. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Võ Hoàng My, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là được trình diễn trên sân khấu. Con rất vui khi được tham gia chương trình này và con mong mọi người sẽ ủng hộ gia đình con. Bé thì theo nhận xét của ba mẹ thì bé là một người rất là hòa đồng, rất là dễ gần gũi và dễ tiếp xúc với mọi người. 2, 3. Và đây sẽ là không gian của khu vực phòng phụ huynh. Xin mời mọi người chào đón sự xuất hiện của ba Kiên và mẹ Hằng. Ba Kiên và mẹ Hằng là ba mẹ của bé Cường. Còn bên khu vực bên đây đó chính là ba Tiến và mẹ Ngân. Xin chào ạ. Chào. Ba Tiến và mẹ Ngân là ba mẹ của bé Hoàng My. Đối với ba Kiên và mẹ Hằng thì bé Cường là con trai thứ mấy ạ? Dạ bé Cường là con trai đầu ạ. Ồ, vậy là còn một bạn nữa. Dạ, dạ còn một bé trai là em của Cường nữa. Trời ơi, hai anh em luôn. Không biết là hai bé chơi có hòa thuận với nhau không ạ? Dạ, cũng tương đối là hòa thuận. Tương đối hả? Về nhiều lúc cũng cà khịa nha. Dạ, đúng rồi. Vậy mới vui nhà vui cửa. Nhiều lúc cũng cao trào dữ lắm. Dạ, vậy ba mẹ phải đứng ra làm trọng tài thì ai thường hay là người trọng tài công tâm nhất ạ? Ba hay mẹ? Dạ, chắc mẹ quá. Dạ, mẹ quá. Còn ba thì có chơi chung với con không ạ? Cũng có chơi nhưng mà thường thì công việc... Ban ngày thì mấy bé đi học hết, buổi tối về thì bố cũng đi làm thêm cho đó nên là cũng ít thời gian, chủ yếu là trước khi đi ngủ thì hay chơi với bé nhiều hơn. Dạ, nói chung là mình tranh thủ đúng không ạ? Dạ. Cũng phải sắp xếp đội hình sao cho nó phù hợp. Còn với ba Tiến và mẹ Ngân nè, bé My nhà mình là con thứ mấy ạ? Dạ, bé My là con đầu. Con đầu? Dạ. Vậy còn con sao? Con sao tháng 10 này mới ra đời. Ủa vậy là đến tết đi. À, chúc mừng hai chồng ạ. Dạ, cảm ơn. Mình chuẩn bị đón chào tin vui thêm một thành viên mới nữa. Thì không biết là ba có làm việc tư tưởng với bé My không? Vì con gái ruột của mình cũng cưng nhiều lắm. Nhưng mà chuẩn bị có em rồi thì cũng phải vai trò lên là một người chị á. Thì ba có chia sẻ gì với bé ạ? Ba mẹ thì đã làm tư tưởng ngay từ đầu là dạ. Thì thường thường á là khi có em thì thường thường rất là hay ganh tị. Dạ. Cho nên mình phải làm tư tưởng ngay từ đầu để cho bé hiểu. Dạ. Thì cảm giác những ngày qua khi mà có em trong bụng thì mình cũng cho bé vuốt ve thì bé cũng rất là thương em. Dạ, ồ, hay quá, thương quá. Và hy vọng là cả nhà mình cũng sẽ vượt qua được những vòng thi ngày hôm nay nha. Hai con ơi, chào hai con. Chào chú. Chào chú và Kim Thảo cũng xin chào hai ba mẹ nha. Hiện tại thì bên tay phải Kim Thảo đây là bé My, còn bên trái là bé Cường. Rồi khi mà hai bé mà nghe ba mẹ chia sẻ về những đêm của mình á, khoe dạ em con ở nhà anh, xong rồi bé kia sắp ra đời mà cũng biết tên em con luôn đó, khoe. Thì không biết là bây giờ bạn Cường nè, đó, bạn Cường là có em ở nhà là có hay dành đồ chơi với em không? Con đang chơi em phá không à? Em phá tại em nhỏ đó. Nhưng mà mình thì con có nhường cho em không?
Em phá thuộc mấy cái đồ con đang ráp thì là em lại em phá thì con lại con đánh vô mông em tại mẹ con cho. Đánh vô mông mà đánh nhẹ không hay là hay phủi cái hay là bộp một cái? Bộp chết mà muốn nhẹ nhẹ thôi nha giả bộ. Thôi mà đừng có phá của anh xong rồi mình đánh nhẹ một cái thôi tại em còn nhỏ xíu à ha. Mấy bữa em bấu con. Ê không chơi bấu nha. Không chơi bấu nha. Cuối cùng thì mình làm anh mình phải nhường ha gần ha. Rồi còn bé Mi thì sao nè, trời ơi cái cô công chúa này dễ thương nhí nhảnh quá. Rồi em con sắp chào đời tên gì nè, nãy khoe với cô đó. Dạ là Conan. Conan thì sao đặt tên Conan? Tại vì mẹ lúc mẹ hỏi con là Conan đó thông minh không, con chỉ kêu dạ có nên mẹ nói là đặt tên cho em là Conan luôn cho dễ thương. Rồi cảm ơn hai tụi con nè, thực sự là hai bé còn rất là nhỏ nhưng mà khi mà trả lời những câu hỏi của mình á thì rất là rõ ràng rành mạch, biết mình là nên làm gì luôn. Cảm ơn Kim Thảo, cảm ơn hai bé, và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng bước vào vòng đầu tiên được mang tên Người Hùng Của Con. Luật chơi vòng 1, Người Hùng Của Con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Và ngay sau đây sẽ là chủ đề đầu tiên được mang tên âm nhạc. Thì với cái vòng này nè, con nghĩ là ai sẽ là người tham gia thử thách này, là ba hay là mẹ? Mời con. Dạ con nghĩ là ba. Ba con có hay hát không? Cả. Còn con? Con chọn ba. Rồi ba con ở nhà có hay hát không? Có vài tối ba con mở nhạc nghe trước khi đi ngủ. Bây giờ là cả hai con đều chọn ba là người trả lời câu hỏi với chủ đề âm nhạc. Dạ, chúc hai ba thành công nha. Bà Kiền với bà Tiến cố gắng nha. Và bây giờ sẽ là đề bài rất đơn giản. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu loại nhạc cụ. Bây giờ nhạc cụ nè, con nghĩ là ba mình sẽ kể ra được bao nhiêu nè. Con trước đi, con trai trước nè. Con nghĩ là ba con có thể kể được 4 nhạc cụ. Con nghĩ là ba con 4 nhạc cụ. Vậy còn con? Con nghĩ là 5. Đúng rồi, 5. Còn con? Dạ con nghĩ là 6. Con nghĩ là 6 nhạc cụ hả con hả? Theo con nghĩ là bao nhiêu nhạc cụ nữa? Ba mình kể được 7 hay 8 không? Vậy thôi con nhường vậy. Dạ thôi con nhường hả? Tại sao vậy? Ba con ít dùng nhạc cụ khi hát lắm. Bé Mi nói là ba con thích hát nhưng mà còn nhạc cụ thì không biết. Cho nên là bây giờ coi như là chốt luôn. Đó là bé Cường á, chốt ba mình là sẽ kể được đó chính là 6 nhạc cụ. Dạ, yeah, như vậy là 6 nhạc cụ ba Kiên ha. 6 nhạc cụ 60 giây cũng khá là đơn giản chứ. Và bây giờ sẽ là 60 giây dành cho ba Kiên bắt đầu. Đàn bầu, đàn guitar, organ, piano, sáo, rồi kèn, trống, rồi nhị. Nhị là hai hả? Nhị phân, thập phân đó. Nhị kéo nhị á. Nhị là không có nhị nha. Đàn nhị á. Ở đó bà phải nói gì mà trên sẽ học lại nha. Đó. Ba. Nhiều. Đàn để lỡ bất hợp lệ mình còn có mấy khác mình dự bị. Ba ơi cỡ lên. Ba ơi cỡ lên. Hết giờ. Thời gian đã kết thúc. Và ba Kiên cũng đã cố gắng hết sức mình mà. Thì con trai mình có dự đoán là 6. Thì ba đã có một cái đáp án số lượng nó khác hơn số 6. Số 8 lận. Chúc mừng gia đình mình. Wow, 8 đáp án lận. Chúc mừng con nha Cường ơi. Chúc mừng con. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với chủ đề tiếp theo tại vòng 1 này. Đó chính là lớp học. Nhưng mà theo con nghĩ là với cái chủ đề này thì ba hay là mẹ mình á sẽ trả lời được. Dạ con nghĩ ba. Tại sao con chọn ba? Tại vì ba là giáo viên mà cũng tại mẹ đang bầu nên sợ mẹ mệt. Trời ơi, có nghĩa là ba con làm giáo viên lớp học coi như là trúng tủ rồi. Ý là mẹ con đang có em bé đó, sợ mẹ mệt con cương. Con nghĩ là ba hay là mẹ? Dạ chọn ba. Tại sao con chọn ba? Có nhiều cái mẹ con không biết, con cũng đang thắc mắc, ba con cũng có thể giải đáp được. Giống như là một vị bác học trong nhà. Dạ anh Hoàng ơi, cuối cùng là hai bé đều chọn ba trả lời trong chủ đề đó chính là lớp học. Tiếp tục sẽ là trận chiến giữa Cao Bố. Và bây giờ sẽ là câu hỏi liên quan đến chủ đề lớp học.
Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu món đồ vật nằm trong khu vực lớp học. Bây giờ con trước, mời con. Dạ 5. Còn con? Dạ 6 món đồ vật trong lớp. Con? Dạ 7. Dạ 7 hả? Vậy còn con bao nhiêu món đồ vật? Con nghĩ là ba con có thể trả lời được 8. Rồi, vậy ba con có thể trả lời được 10 không? Vậy vì số 8 là quá lớn nên con sẽ nhường cho bạn luôn. Dạ, vậy thì với vòng này coi như là ba bé Cường ơi cố lên nha, 8 món đồ vật trong lớp. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần vượt thử thách của ba Kiên. Hãy cố gắng đi ạ, à. 8 món nha. 60 giây bắt đầu. Bàn học sinh, ghế học sinh, bàn giáo viên, ghế giáo viên, phấn, bảng, ghế lau, đèn, quạt trần, quạt tường, thùng rác, chổi, loa, micro, máy chiếu, rồi tivi, máy lạnh. Ba ơi cố lên, ba ơi cố lên. Nữa đi ba. Ba là số 1. Báo tường treo của học sinh. Rồi ba ơi cố lên. Đèn nữa rồi, đèn. Đèn ống rồi đấy. Dạ. Rõ ràng ba cũng đã rất cố gắng. Ba kể toàn mấy món lớn lớn mà hình như cái lớp của ba rất là hiện đại thì phải. Máy lạnh, tivi, máy chiếu lùm la chứ. Nhưng mà để học thì rõ ràng mình cũng phải tập vở sách viết nó nằm trong khu vực lớp học đó. Ba quên mất những cái món nhỏ hơn. Mà khỏi cần kiểm tra nữa. Chính xác luôn quý vị ơi. Yeah. Như vậy là ba đã cố gắng trả lời hơn 8 món luôn. Chúc mừng ba Kiên đã thêm 10 điểm nữa. Xin chúc mừng gia đình của con nha. Còn không biết là bé My có gửi lời gì đến ba mẹ của mình cho những vòng kế tiếp không? Ba mẹ ơi, trận tiếp theo con sẽ không nhường đâu. Nhưng ba mẹ sẽ cố gắng lên nha. Thật là đáng yêu. Trận tiếp theo là không nhường đâu. Nhưng mà con chưa biết chủ đề gì luôn. Dạ, mời chú Hoàng. Đó chính là chủ đề ẩm thực. Bây giờ con dám tuyên bố là con không nhường đâu. Vậy thì con chọn ai? Con chọn mẹ. Con chọn mẹ. Dính về tới đồ ăn là chọn mẹ con. Dạ con chọn mẹ luôn. Ui. À có nghĩa là mẹ tụi con thích ăn hay là nấu ăn giỏi? Dạ nấu ăn giỏi. Còn con? Dạ mẹ con thì ngày nào cũng như ngày nào nấu ăn ngon. Ngày nào cũng như ngày nào nấu ăn ngon. Đó, cuối cùng là tụi con chốt mẹ trả lời cho cái chủ đề này, đó chính là ẩm thực. Dạ vâng, như vậy là sẽ là trận chiến giữa hai người mẹ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi, chắc chắn hai mẹ sẽ thể hiện rất thành công. Trong vòng 60 giây, mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu món ăn được gói bằng lá? Món bằng lá thiệt khó à. Đó, món bằng lá. Bây giờ, rồi mời con. Dạ con nghĩ mẹ con sẽ trả lời được 4 món ăn gói bằng lá. Còn con? Con nghĩ là sẽ là 5. 5. Còn con có muốn đẩy lên nữa không? 7 luôn đi ha. Con nghĩ là 6. 6 hả? Sao mình chắc cú vậy ta? Chứ lỡ đâu mình trả lời không được mất điểm. Chứ lỡ đâu mẹ em trả lời được mất điểm cũng được 6. Vậy thì con? Dạ 7. À dạ 7 hả? Rồi vậy còn con nãy con quyết chiến cái gì? Thì con trả lời được 8. Được 8 bạn là tại vì lần này nè bạn nói bạn không có nhường đâu nha. Được 8 nó. Con cũng không có nhường. Con cũng không nhường nhưng mà con 60 giây ba mẹ kể 8 món dạ, là 9. Không biết kể ra không? 9. 9 món. Con 9 hay là con 10 hay là con nhường? Thấy con nhường. Dạ, con nhường. Rồi, bạn My nhường cho bạn Cường. Và dạ, bạn Cường bây giờ sẽ đẩy sang cho mẹ bạn Cường trả lời đó chính là 9 món ăn gói bằng lá. Dạ, có thể giống như con Kim Thảo nói đó, đây là một áp lực. Thì hy vọng là mẹ Hằng cũng cố gắng vượt qua. 60 giây bắt đầu. Bánh chưng, bánh tét, bánh dày, bánh bột lọc, bánh ít. Bánh ít nếp. Mẹ ơi, khổ lên. À, xôi gói bằng lá, gọi là xôi lá chuối. À, nem chua. À... Mẹ ơi cố lên, mẹ ơi cố lên. Ít món lận, mẹ cố lên. Bánh bò. Bánh bò, bánh heo. Bánh heo. Dạ, đọc bánh hết cho nó đủ. Bánh... Bánh cam. Bánh cam. Mẹ ơi khó lên, mẹ ơi khó lên. Lá. Lá, đủ chưa? Dạ, hết giờ. Cảm ơn mẹ Hằng ạ. Và sau khi chúng ta kiểm tra lại một số đáp án mà mẹ Hằng cố gắng đưa ra thì cần phải xác định rõ cái tính chân thật của đáp án. Dạ. Bánh heo là bánh gì mà em? Bánh heo không có. Bánh heo, bánh tay heo thì có nè. Hay là bánh da lợn.
Nhưng mà bánh tay heo, bánh dây lợn cũng không có bọc bằng lá chuối. Nhưng bánh da heo là cũng bọc bằng ni lông thôi. Còn cái bánh cam á, trong ký ức tuổi thơ của em từ nhỏ, vợ bánh cam thì thường hay gói bằng giấy báo hay là để vô túi ni lông nhiều hơn là dạ, sử dụng lá. Nhưng mà những cái món khác như mẹ kể nó hợp lý nha. Có cái bánh ít với lại bánh ít nếp á, thì nó cũng là một loại thôi. Như vậy là sau khi chúng ta kiểm tra lại những đáp án hợp lệ, chúng ta có 7 món hợp lệ. Chúc mừng gia đình mình ạ. Và 7 món thì không có vượt qua được con số kỳ vọng của bé Cường là 9 món lận. Như vậy là 10 điểm thuộc về gia đình của bé Hoàng My. Xin chúc mừng ạ. Như vậy là sau khi chúng ta kết thúc được 3 câu hỏi liên quan đến 3 chủ đề tại vòng đầu tiên, tỷ số bây giờ đang là 20 và 10. Lợi thế tạm thời nghiêng về cho gia đình của bé Cường. Xin chúc mừng hai anh chị ạ. Ba mẹ ở bên đây cũng cố gắng lên, bởi vì cơ hội vẫn còn rất nhiều. Bởi vì vòng 2, đội nào xuất sắc sẽ có thể có cơ hội để vươn lên. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Luật chơi vòng 2, ai là siêu nhân? Chương trình sẽ đưa ra 2 thử thách tương ứng với 2 trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau 2 vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cả Nhà Cùng Vui. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu đầu tiên tại vòng 2 được mang tên Ai Là Siêu Nhân. Cả ba và mẹ sẽ vào vị trí này để cùng vượt qua thử thách. Quan trọng là các bé sẽ phán đoán như thế nào về kết quả mà ba mẹ thu hoạch được. Chúng ta thấy được 10 chiếc ly đang bố trí rất là đều và ngay ngắn. Đây chính là mục tiêu để chúng ta chinh phục. Với những trái bóng bàn này thì ba mẹ của các con sẽ có thể ghi được bao nhiêu bàn thắng đây? Đương nhiên tối đa sẽ là số lượng bóng mà chúng tôi đang để trên bàn đây. Quan trọng là trong vòng 60 giây thôi nha. Nào các con dự đoán đi. Tụi con dự đoán coi là sẽ là bao nhiêu để cái banh đó nó dắn vô trong cái ly đó cũng xa à nha. Dạ một. Trời, một luôn hả? Sao con chắc cuối vậy? Trời, vậy chắc ăn chắc cuối cũng hợp lý với cái trò này. Vậy con chọn 4 thôi. 4 quả bóng vào ly đúng không con? Ừ, còn con? Dạ con nhường bạn. Sao tụi con kết thúc và cô đang tính nói là con ơi con trai mình nghĩ là 5 đi xong rồi con nhường luôn. Dạ chắc là gia đình mình cũng nghe là dạ thôi con nhường bạn coi như là chốt bé My. Ba mẹ lưu ý, đó chính là ba Tiến và mẹ Ngân, thì chúng ta có được 10 chiếc ly. Chúng tôi đã dán cố định những chiếc ly này. Nếu như trong trường hợp mà ba mẹ ném mạnh quá văng ly ra khỏi cái mục tiêu thì chúng ta cũng bắt buộc phải chấp nhận thôi. Và coi như công sức mình cũng sẽ đổ bỏ nếu như có banh trong đó. Bên cạnh đó dưới chân của ba mẹ là một cái vạch màu xanh, chúng ta không được chạm vào vạch hoặc là vượt qua khỏi vạch. Động tác ném của chúng ta thoải mái vô tư, mình có thể chạm mấy nhịp trên bàn cũng được hoặc là ném thẳng vào trong ly cũng được, miễn sao là có được trái bóng nằm gọn trong ly vẫn còn đang đứng trên bàn. Sẵn sàng chưa? Rồi. 60 giây cho ba mẹ bắt đầu. Đó, là, mẹ, đó ơi, mẹ ném mẹ đi mẹ. Đó. Mẹ ơi, đó. Đó, ném ly, ném ly. Ba nữa. Trái bốn trái bốn trái. Nè, chạm một nhịp cũng được đó. Đó, một quả rồi. Mẹ ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Hai rồi, cố lên. Ba rồi, ba rồi, hay quá mẹ ơi. Cố lên. Xoay 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 luôn, xoay luôn, xoay luôn. Cố lên. Cố lên. Mẹ ơi, cố lên. Bốn rồi đó. Hay quá. Hay quá. Cố lên, ba ơi, cố lên. Được mấy quả rồi. Yeah. Cố lên, cố lên. Ba dữ luôn. Cố lên, cố lên nào. Thời gian quá con. Cố lên. Ba mẹ ơi, cố lên. Ba mẹ ơi, cố lên. Cần tin tưởng ba mẹ, ba mẹ ơi, cố lên. Tin tưởng ba mẹ. Dữ quá. Yeah, hết giờ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra kết quả quý vị nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 trái kính thưa quý vị. Xin được chúc mừng con. Yeah. Nhưng mà Cường cũng vui khi mà bạn coi như là nhường cho con. Nhưng mà dòng sau thì chưa chắc đúng không con? Dạ. Không biết là My có gửi lời nào đến ba mẹ của mình không? Ba mẹ ơi, giỏi quá à. Dễ thương quá. Chúc mừng bé My. Như vậy là ba mẹ của con đã mang về 20 điểm cho đội của mình. Như vậy tổng điểm hiện tại là 30 và 20. 30 điểm đang thuộc về mẹ Ngân và bà Tiến. Ngay sau đây sẽ là thử thách thứ hai tại vòng 2. Và không biết ai sẽ trở thành siêu nhân khi có khả năng trong vòng 60 giây gấp được
càng nhiều máy bay càng tốt. Cả ba và mẹ của mỗi đội cũng sẽ phải cố gắng vượt qua thử thách này. Nào các con đưa ra phần dự đoán để giành lấy quyền ưu tiên cho đội mình đi nào. Đó, cả ba và mẹ đều đóng vai siêu nhân, nhưng mà siêu nhân nào sẽ tới bay nhanh hơn và coi như là số lượng bên nào nhiều hơn. Bây giờ thì chắc là cô mời bạn Cường trước đi. Dạ con nghĩ là ba máy bay. À, ba với mẹ là sẽ xếp được ba máy bay. Còn con? Dạ con nghĩ là bốn. Con nghĩ là 4 máy bay đúng không? Rồi còn con nghĩ là ba mẹ sẽ xếp được bao nhiêu máy bay? Con nghĩ là 5 vì ba con rất rành về máy bay. Rất rành máy bay là sẽ xếp được 5 hả? Nhưng mà có mẹ phụ nữa đó nha, là 5 ha. Con có suy nghĩ thêm không? Con nghĩ là 8 thôi. À, con nghĩ là 8 thôi nhưng mà... Con chỉ dừng lại ở số 8 thôi. Con chỉ dừng lại ở số 8 thôi, bạn dừng lại ở số 8 rồi. Ba mẹ con có thể xếp được 9 máy bay. Vậy thôi nhường bạn. Vậy thôi nhường bạn. Con như là bây giờ Cường thách đố ba mẹ là xếp được 9 cái máy bay luôn. Vậy thôi con nghĩ là 10. Hả? Chốt chưa, con nghĩ là 10 hả? Chắc chắn chưa? Vậy thì dịp con có suy nghĩ lại không hay là nhường bạn luôn? Dạ 11 cái. Càng ngày con số nó càng gây cức. Nãy con kêu 8 dừng rồi xong rồi con 10, giờ bạn nói 11 rồi đó. Con dạ, con dừng. Con dừng con lại. Quyết định là con sẽ dừng. À, coi như là chốt lại bạn Cường là từ cái số 9 mà bây giờ đẩy lên thành 11 rồi ba mẹ ơi. Ba Kiên với mẹ Hằng hãy chú ý, chúng ta có rất nhiều cách để gấp máy bay 60 giây với 11 cái máy bay. Nhưng lưu ý rằng sau khi kết thúc hết tất cả những thành phẩm, chúng tôi sẽ kiểm tra. Nếu như có những chiếc máy bay mà không cất cánh được là chúng tôi sẽ không tính hợp lệ. Dạ. Nên bắt buộc máy bay phải bay được nha ba mẹ nha. Nào, xin mời hai siêu nhân chuẩn bị 60 giây bắt đầu. Bố mẹ cố lên, bố mẹ cố lên. Cố lên, cố lên, lên, cố lên. Bố mẹ phải bay được nha. Cố lên. 11 cái lần đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Bố mẹ ơi, cố lên, cố lên, cố lên, đừng làm con thất vọng. Cố lên, 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 cố lên. Cả ba mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, mẹ mộng mấy bị giấy cô lên. Mời một cái mấy bài giấy đi. Bố mẹ ơi, bố lên nè. Bố lên, bố mẹ, bố lên, bố mẹ. 11 cái máy bay mà phải bay được nha ba mẹ ơi. Con nhắn chuột cái lời đến ba mẹ đi ba mẹ ơi. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, 11 cái máy bay mới bay được nha ba mẹ. Bay được nha. Rồi, rồi, rồi. Cố gắng lên, thời gian rồi. Bố lên đi ba mẹ ơi. Dạ rồi, mời hai ba mẹ về vị trí. Nào, chúng ta kiểm tra quá trình vận chuyển của hai chiếc máy bay này. Đầu tiên là chiếc... Ôi trời ơi, máy bay tàn hình. Coi bay được không? Được, nó bay được, thấy không? Nó hạ cánh an toàn. Một chiếc, ghê không? MC dễ thương, máy bay này là bay được không? Không, thất bại rồi, không tính. Đây, chiếc này giữ nè, chiếc này giữ nè. Đó, họ bay lượn lượn đi chứ. Hai chiếc, cái này là cái con gì chứ không phải là cái máy bay. Mong là con châu chấu này bay được. Không được. Đẹp ạ, đẹp ạ, đẹp ạ. Đó. Chú. Ghê, bay như boomerang luôn, nó bay đàn hồi nữa. Ba chiếc. Bay nè. Rồi, bốn chiếc. Rồi, bay về MC không là năm chiếc. Chà, nhìn giống con ếch dữ ta. Rồi. Và sáu chiếc. Hết rồi. Sáu chiếc máy bay. Xin được một tràng pháo tay dành cho bà Tiến và mẹ Hằng. Như vậy là 6 chiếc vẫn chưa vượt qua được con số là 11 giống như bé Cường mong đợi. Như vậy 20 điểm đã thuộc về gia đình của bé My. Như vậy là tổng điểm hiện tại là 50 điểm thuộc về gia đình bé My và 20 điểm thuộc về gia đình của bé Cường. Xin được chúc mừng gia đình bé My bước vào vòng đặc biệt. Và chúc mừng gia đình của bé Cường, chúng ta về nhì ngày hôm nay. Tài khoản Uber chính là phần thưởng trị giá 2 triệu đồng thuộc về đội về nhì ngày hôm nay. Chúc mừng gia đình của bé Cường nha. Chúc mừng cả nhà. Xin chúc mừng gia đình của mình. Thì không biết chắc là gia đình bên đây đi. Gia đình của bé My thì không biết là có những cái nhận xét nào. Ôi rồi mời con. Là không sao đó bạn. Chơi như vậy là vui mà. Đừng có quạo nha. Chơi vui không quạo nha. Cho họ cưng yếu mà. Không rồi. Sao đâu, thắng hay thua không quan trọng. Giỏi. Quan trọng là tình bạn. Quan trọng là tình bạn đó, trong khi chị lớn hơn người ta đó. Chị rồi, hài quá. Dạ, không biết thì bố mẹ thì có những cái lời nào dành đến cho gia đình bên cạnh của mình không ạ? Ngày hôm nay thì qua phần chơi của gia đình anh Kiên, chị Hằng với lại bé Cường á, thấy bé Cường rất là nhạy bén. Tuy nhiên có thể nói là phần thắng của gia đình mình hôm nay là có một phần may mắn ở trong đó.
Dạ, dạ xin cảm ơn gia đình của Amy ạ. Và rõ ràng là cảm ơn gia đình hàng xóm nhiều lắm. Trò mình giống như mình đi bữa nay mình đi phát quà từ thiện vậy đó. Mình tặng điểm liên tục cho đội bên kia. Thì cũng phải chúc mừng cả ba và mẹ. Bởi vì có bé Cường nè, trời ơi, con thật sự là một người đàn ông thật thụ đó. Con rất là thông minh và nhạy bén, cố gắng hơn nữa nha. Dạ. Không biết cảm xúc của ba mẹ như thế nào ạ? Cảm ơn chương trình là tạo điều kiện cho hai gia đình được chơi. Thứ nhất là để hiểu các con, cái thứ hai là được giao lưu với gia đình anh Tiến. Dạ. Dạ thì nói chung là đến đây vui là chính, nên là cũng lần nữa cũng rất cảm ơn chương trình. Dạ vâng ạ, cảm ơn bà Kiên. Còn mẹ Hằng ạ? Em đến đây thì cũng vui là chính. Thứ nhất, thứ hai nữa là cũng có cái cơ hội để mà ba mẹ cùng con để tham gia như vậy, nó có những cái kỷ niệm đẹp. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình ạ. Cảm dạ. ơn mẹ Hằng. Con mong là con có thể tham gia chương trình Cả Nhà Cùng Vui lần nữa. Tất nhiên rồi, trời ơi, đối với một gia đình đáng yêu như con thì chắc chắn là chú Hằng Bơ cùng với ekip của ban biên tập sẽ tạo điều kiện nha. Dạ. Hoan nghênh chào đón, con sẽ quay trở lại ở lần sau và chúc cho thành công hơn. Và chúc mừng gia đình của em chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Luật chơi vòng 3 ai hiểu con hơn. Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Cả Nhà Cùng Vui đã quay trở lại với vòng 3 được mang tên Ai Hiểu Con Hơn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Hy vọng là ba mẹ cùng với bé sẽ cố gắng lên. Thì không biết nhà mình có động viên nhau một vài câu gì đó không? Nào con gái, con động viên ba mẹ đi. Ba mẹ ơi, nhớ hiểu con nha. Nhớ hiểu con nha. Vậy con có hiểu ba mẹ không? Dạ. Hiểu hiểu không? Được. Anh ấy quan trọng con có hiểu ba mẹ không? Vậy con ba mẹ thì sao ạ? Con gái ơi, mình đến với chương trình Cả Nhà Cùng Vui, vô tới đây đã là thành công của gia đình mình rồi. Ừ. Không có gì hết, ba mẹ sẽ tin tưởng con tuyệt đối. Đã. Dạ, con sẽ tin tưởng ba mẹ. Trời ơi, ba mẹ tâm lý quá. Ba mẹ là số 1. Trời ơi, cưng quá. Vui là được rồi, chuẩn bị nè. Câu hỏi đầu tiên như sau. Thời gian bắt đầu. Con thường hay ôm món đồ vật nào nhất khi đi ngủ? Cái này cũng dễ nè. Trả lời đi, ôm gì? Đó, à, em ôm gì? Anh ôm tivi. Em ôm điện thoại. Dạ xong rồi, ba mẹ xong rồi, con chưa xong. Nên thời gian vẫn... nhanh lên. Rồi, rồi con xong rồi, thời gian tạm dừng. Xin mời cả hai bên. 3, 2, 1, đáp án là... Xin mời ba mẹ, gấu bông. Gấu bông. Gấu bông. Hợp lý. Được, dễ học bài rồi dễ. Mình vô luôn là đang cái đà đang gọi là ngon chớn nè. Được rồi. Câu số 2, món ăn vặt mà con thích nhất là gì? Nhanh lên. Thời gian đang tiếp tục. Rồi. Món còn ăn vặt nha. Nha thích dạ, nhất nha, nhất là một nha. Em thích gì? Em thích gì? Nha. Em ăn vặt hả? Phở lấu. Anh sô cô la. Rồi, thời gian tạm dừng. Đáp án là tráng trộn. Ôi. Từ nha. Phải sáng nha. Bên đây bánh tráng trộn là nó có động tác trộn trong đó, trộn nhiều cái nguyên liệu đó. Còn bên đây chỉ là cái nguyên liệu ban đầu thôi. Con cũng thích bánh tráng trộn mà con không biết ghi. Con không nhớ chữ trộn thôi. À, tại vì nhìn con đáng yêu và dễ thương dạ. quá. Hợp lệ luôn. Dạ, rồi du gì chữ cũng được. Được 2 món quà rồi nghe. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Thời gian tiếp tục. Khi lớn lên con thích làm nghề gì nhất? Rồi, hết giờ con ơi, xong chưa? Xong chưa, ba mẹ xong rồi, con vẫn đang ghi đâm ra rồi. Là thời gian dừng lại. Và bây giờ chúng ta hãy lộ diện kết quả là người mẫu. Người mẫu qua đường. Dạ, chắc chắn rồi. Đó. Chúng ta đã được 3 món quà rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 4. Đây là câu hỏi này chắc chắn là nghĩ là hiểu nè. Ba con thích chơi bộ môn nào nhất? Dạ, trả lời đi ạ. Bộ môn nào? Bộ môn có nghĩa là bộ môn thể thao. Đúng rồi, thể thao của ba. Hay là bộ môn về nghệ thuật dạ. Bộ môn không biết nha, hay là bộ môn về văn hóa rồi đó. Bộ môn nào? Đó, bộ môn nào? Con đang ghi hí hoáy, ba mẹ xong rồi. Ba mẹ xong rồi. Rồi, chú còn con thích banh đũa nhất đó, cũng ghi banh đũa cũng được. Rồi. Dạ xong rồi, thời gian tạm dừng. Và bây giờ sẽ là kết quả, xin mời lộ diện. Đá bóng đá, đá banh. Được hộp quà thứ 4. Yeah, hay quá, cảm ơn Kim Thảo. Bốn hộp quà. Trời ơi. Độ tốt quá ta. Con nắm liền đi. Câu 5 cuối cùng nha, để xem chờ đợi nhà mình có đạt được tối đa phần thưởng không nha. Câu 5. Địa điểm du lịch mà con thích nhất khi đi với gia đình là ở đâu? Nói chung là con thích đi du lịch với gia đình mình ở đâu nè? Đi núi, xong. Đi biển. Trời ơi, xong rồi. Tạm dừng. Cầu bóng chúng. 3, 2, 1, lộ diễn kết quả.
Phan Thiết. Phan Thiết. Ha 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 ha. Trùng khớp quá. Ủa, cả nhà mình đi Phan Thiết hả? Dạ đi rồi. Mấy lần hả? Dạ đi cũng 3-4 lần rồi đó. Rất tốt. Như vậy nhà mình hiểu nhau 100% về đồ ăn ý luôn. 15 triệu đồng dành cho gia đình của bé My, xin chúc mừng gia đình. Cảm xúc của ba mẹ ngày hôm nay như thế nào ạ? Một lần nữa phải nói rằng xin cảm ơn chương trình Cả Nhà Cùng Vui rất là nhiều. Ngày hôm nay gia đình mình đến giờ phút này có cái sân chơi vui vẻ thế này là điều rất là tuyệt vời. Và qua chương trình này thì cảm thấy là con gái của mình với lại ba mẹ cũng hiểu nhau rất là nhiều. Nhưng mà thời gian tới sẽ trao dồi và tìm hiểu nhiều hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Dạ, cảm ơn ba. Còn mẹ ơi, mẹ chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình thì trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Thì không biết là mẹ có kỳ vọng nào dành cho chị hai, dành cho em bé ở trong bụng không ạ? Mình cũng làm tư tưởng cho bé trước rồi, nên bé cảm thấy rất là yêu thương em. Nên cũng mong từng ngày để cái cảm giác là em được cử động nhẹ trong bụng. Rồi mong từng ngày em được ra đời, rồi tự tìm tên để đặt cho em. Rồi nói là mai mốt là sẽ dẫn em đi chơi hay là tập cho em tất cả những cái mà con biết. Nên mình cảm giác như vậy là cái tình thương của chị hai dành cho em rất là nhiều, mình cũng mừng điều đó. Cảm ơn chị. Còn với con gái Hoàng My nè, sau khi nghe được ba mẹ chia sẻ, đặc biệt là kỳ vọng rất lớn vào con, vừa là một người con, vừa là một người chị hai nữa, thì trong tương lai con có những lời hứa như thế nào để ba mẹ yên tâm nào? Con hứa là sẽ luôn chăm sóc em, bảo vệ em thật tốt và luôn sẽ luôn yêu thương em và cả gia đình. Con mong gia đình sẽ nhiều sức khỏe. Yeah. Mong sức khỏe đó. Quá dễ thương. Và cô Kim Thảo cùng với chú Hà Đắc Bơ cũng tin là con sẽ làm được những điều đó. Và con sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình. Xin chúc mừng gia đình của Hoàng My. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Cả Nhà Cùng Vui vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Dạ, chào chú Hoàng. Bên đây thì chắc là chú Hoàng cũng biết rồi ha. Đó là bé Bích Ti đó, nhẹ nhàng, một cái váy trắng như là một nàng công chúa vậy đó. Còn bé Phương Anh thì luôn luôn là thấy cái sự mạnh mẽ và làm gì đó cũng luôn có trách nhiệm vì có tên người mẹ mình trong cái tên của mình ha. Bây giờ cho cô Kim Thảo hỏi nhỏ một chút xíu nè. Là không biết là Phương Anh á, trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì con đã có một cái chiến lược gì chưa? Có một cái cách đi như thế nào để mình đạt được chiến thắng?